cho Kia Karen 14 năm tuổi thì có những đồ gì anh em? Đấy, tiếp tục lên đồ, vẫn chuyên mục lên đồ cho anh em. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em một số món đồ mà anh em cần nên trang bị. Đây một chiếc Kia Karen đã 14 năm tuổi, tức là 2010 đấy. Thì xe này qua bên mình lắp đặt bộ màn hình Android này, để anh em khi mà di chuyển các cái cung đường xa có bản đồ dẫn đường và có cả bản đồ cảnh báo giao thông nhé. Cộng thêm các tính năng giải trí, nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường, các thứ đầy đủ cả. Cái nữa đó là phim cách nhiệt. Phim cách nhiệt đã cũng giã dán được hơn chục năm rồi, bây giờ nó bị bong hết ra và đi rất là nóng. Thì anh em phải biết là phim cách nhiệt thì anh em dán loại tốt thì nó khác, nhưng mà dán loại tầm trung trung thì tầm hơn mười mấy năm, 14 năm rồi, thì cái chuyện bong với lại đi nóng là chuyện bình thường. Tiếp theo đó là mổ cận. Con này nó đang sử dụng là cái bóng halogen thì ánh sáng nó thật là như con đom đóm thật, không phải là đấy, bởi vì là cái bóng sợi đốt kia thì sau càng thời gian lâu anh em sử dụng ấy thì nó lại càng tối đấy. Thì lại tiếp tục lên billet, giải pháp hay nhất, ánh sáng tốt, tuổi thọ cao mà giá thành lại hợp lý đó. Anh em nào đang sử dụng xe Karen, những dòng xe khác cần lên đồ qua em.